Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Ninh Thị Vân Anh, còn gọi là Tina Dương, sinh năm 1995, quê Bắc Giang, tổng 11 năm tù giam cho hai tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên mức án 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hình phạt 11 năm tù giam. Quá trình xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo ăn năn hối lỗi về hành vi của mình gây ra, thành khẩn khai báo bồi thường thiệt hại. Nói lời sau cùng tại tòa, Vân Anh bật khóc nức nở và xin lỗi gia đình cũng như các bị hại. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét mức án thấp nhất để sớm được trở về với gia đình. Bị hại tại tòa không yêu cầu gì thêm về bồi thường dân sự và mong hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo vì hoàn cảnh khó khăn. Sáng 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ninh Thị Vân Anh, còn gọi là Tina Dương, sinh năm 1995, cư trú tại thôn Tấn Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, với hai tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của công ty Gia Đình Việt một xe ô tô nhãn hiệu VinFast Plus A2.0, biển số 51H24274, trị giá 774.285.345 đồng để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2022, hết thời hạn hợp đồng thuê xe, nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả lại xe ô tô cho công ty Gia Đình Việt mà thỏa thuận bán xe ô tô 51H24274 cho anh Bùi Đức Hiếu tại tỉnh Ninh Bình với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền cọc 160 triệu đồng vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh đã thuê một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H24274 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần, tổng cộng 230 triệu đồng. Hành vi thuê xe ô tô trị giá 774.285.345 đồng của công ty Gia Đình Việt, sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu, lấy số tiền 390 triệu đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh, đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Do tổng số tiền Vân Anh chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 4, điều 175 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn hành vi sử dụng một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả giao cho anh Hiếu để anh Hiếu tiếp tục chuyển số tiền 230 triệu đồng mua xe của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điểm B khoản 3 điều 341 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng hành vi phạm tội của Ninh Thị Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Trong buổi sáng xét xử đầu tiên, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận kết thúc phần công bố bản cáo trạng tại tòa. Dự kiến chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục diễn ra. Trước đó vào ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị can Ninh Thị Vân Anh ra xét xử với hai tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên tại phiên tòa, người bị hại vắng mặt không có lý do nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Những ngày đầu tháng 9 năm 2021, chị NL tên viết tắt đã đăng thông tin Vân Anh lừa 17 tỷ đồng của gia đình mình. Năm 2018, Vân Anh quen biết gia đình chị vì là khách hàng đến làm đẹp. Sau đó, em họ chồng chị NL nảy sinh quan hệ yêu đương với Vân Anh. Trong suốt quá trình đó, Vân Anh tỏ ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống sang chảnh, đi lại bằng xe sang và tặng cho gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, thậm chí cả căn hộ hạng sang. Có nhân viên công chứng đến tận nhà ký. Chính vì vậy, chồng chị NL đã tin tưởng cho Vân Anh mượn tiền nhiều lần với những lý do khi đi mua sắm quên mang thẻ, lúc thì cần tiền gấp cho việc làm ăn. Một thời gian sau, Vân Anh đã chiêu dụ chồng chị NL đưa hơn chục tỷ đồng đầu tư bất động sản. Sự tin tưởng ngày càng được củng cố hơn khi người đẹp tổ chức đám cưới xa xỉ với em họ chồng chị NL tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội với của hồi môn là xe Rolls Royce. Chị NL cho biết thêm, một người em họ khác cũng xoay tiền tỷ đưa cho Vân Anh để người đẹp này bán rẻ cho căn hộ sang trọng bằng nửa giá thị trường. Rồi nhân viên của chị cũng bị Vân Anh mượn cả 100 triệu đồng.
khi chị phát giác vụ việc thì chồng chị đã chuyển cho Vân Anh 17 tỷ đồng. Sau chuỗi lại vụ việc và qua tìm hiểu, chị NL khẳng định đây là một kịch bản lừa đảo tinh vi do Vân Anh dàn dựng. Những chiếc xe sang, biệt thự ở Hà Nội hay các căn hộ hạng sang ở thành phố Hồ Chí Minh do hot girl này thuê theo ngày hoặc tháng. Túi xách Vân Anh sử dụng toàn là hàng dởm, hay như sự kiện đám cưới với em họ bên chồng của chị NL cũng thuê một công ty tổ chức, tất cả đại diện họ nhà gái chỉ là diễn viên và cả 300 quan khách đều được thuê mướn. NL cho biết thời điểm trên chị không tố cáo Vân Anh vì cô ta nói có thai. Thế nhưng gần đây chị phát hiện Vân Anh tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh với số tiền hàng trăm tỷ đồng nên quyết định đăng bài cảnh báo. Cuối bài đăng, NL cho biết đang tập hợp khoảng 40 nạn nhân với số tiền bị lừa lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 9, ông NHN, tên viết tắt, sinh năm 1984, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số người được cho là nạn nhân của Tina Dương, xác định hot girl 9X đang ở căn nhà tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, nên giữ lại và thông báo cơ quan công an địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt làm việc với các bên liên quan và mời tất cả về trụ sở làm việc. Trước đó, ngày 15 tháng 9, ông NHN gửi đơn tố cáo Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng đến nhiều đơn vị như Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển đơn cho Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận chuyển tiếp 2 lần cho Công an thành phố Thủ Đức. Trong đơn tố cáo, N cho biết giữa tháng 2 năm 2022, ông đi thành phố Phan Thiết và tình cờ gặp Vân Anh. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô gái này chủ động tiếp cận, làm quen và còn nổ là con gái của cục phó cục tình báo. Ngoài ra, hot girl này tiết lộ sẽ đầu tư 2 tỷ đồng vào quán cà phê cho một người khác và bỏ ra 2 tỷ đồng để tổ chức đêm nhạc hội hoành tráng cho một công ty lớn. Vài ngày sau, ông N nhận được cuộc gọi của Vân Anh với giọng khẩn thiết nhờ vả. Sau khi gặp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, cô ta trưng bộ mặt rầu rĩ, lấy cớ bị ông B, tên viết tắt đã có vợ con, gạ tình và muốn cắt đứt việc làm ăn với người không có đạo đức này. Sau đó, Vân Anh đề nghị ông N giúp đỡ để hoàn thành đêm nhạc hội. Khi cùng Vân Anh ra Phan Thiết, ông N hỗ trợ cô ta trong việc tham khảo địa điểm, lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc hội. Theo đó, người cha hay cục phó cục tình báo của Vân Anh nhắn tin thông báo cho ông N biết rằng mục đích việc tổ chức đêm nhạc hội thực chất là một cuộc họp bí mật liên quan đến phi vụ làm ăn phi pháp mà ông phải ngăn chặn. Những ngày sau đó, Vân Anh thông báo tài khoản của cô ta bị phong tỏa, cần tiền xoay sở đêm nhạc nên hỏi mượn ông N. Để lấy lòng tin, cô ta cho ông N xem hình ảnh thể hiện số tiền hàng chục tỷ đồng trong tài khoản và những thông báo từ phía ngân hàng. Ngoài việc bị mất tiền tổ chức đêm nhạc hội, ông N còn bị Vân Anh lừa mượn tiền để trả viện phí cho người thân và kinh doanh nông sản. Lấy lý do có một công ty chuyên cung cấp thực phẩm chay cho các nhà hàng, hệ thống siêu thị bán lẻ. Nhưng do thiếu nguồn hàng cung cấp cho đối tác nên mỗi ngày bị phạt vài trăm triệu đồng, Vân Anh nhờ ông N xoay tiền giúp. Tuy nhiên sau này ông N tìm hiểu thì phát hiện những giấy tờ, tài khoản Vân Anh gửi cho ông đều đã được Photoshop, gia cảnh ở quê của Vân Anh cũng không có gì nổi bật và người cha ruột nghiện ngập, đang chấp hành án tù. Khi biết mình bị lừa, ông N đã gửi đơn đến công an, viện kiểm sát để tố cáo Vân Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý kẻ lừa đảo để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra. Anh K, tên viết tắt, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, một nạn nhân khác của Vân Anh chưa hết bất ngờ và không thể tin được rằng mình cũng bị sập bẫy. Giữa tháng 7 năm 2022, Vân Anh kết bạn Facebook với anh rồi liên tục bình luận vào những bài viết trên trang cá nhân nhằm tạo sự chú ý của anh. Trước đó, anh và Vân Anh chưa từng gặp mặt và không hề quen biết. Qua vài cuộc nói chuyện, đến ngày 2 tháng 8, Vân Anh hẹn gặp anh K ở quán cà phê tại quận Nhất. Sau đó, hot girl 9X liên tục hẹn gặp anh K đi cà phê với tần suất 2 buổi một tuần. Lúc tỏ tình với anh K, cô ta khoe rằng nhà mình ở chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Người thân trong gia đình làm quan chức lớn. Một thời gian sau, Vân Anh nói mình bị bệnh u não, đang bị theo dõi nên cần anh ở bên cạnh để che chở. Ngày 15 tháng 8, Vân Anh nói sẽ bay sang Australia nên qua nhà anh K ở nhờ để bay sớm. Tuy nhiên hôm sau, cô ta lại lấy lý do bố mình bị uy hiếp, bản thân cũng cùng cảnh ngộ nên không thể lấy hộ chiếu. Với lý do này, Vân Anh ở luôn tại nhà anh K. Quá trình ở chung, cô ta thường để ý về vấn đề tài chính của K và gia đình. Những tài sản anh K đang sở hữu, cô gái này đều biết và có thể ước tính được. Quá trình quen nhau, Vân Anh luôn nhắc đến vấn đề kết hôn và muốn có con với anh K. Trong hơn một tháng quen nhau, anh K đã chi cho Vân Anh khoảng 80 triệu đồng, gồm 50 triệu anh chuyển cho chủ showroom mà Vân Anh nói sắp mua ô tô nên cần đặt cọc, tiền mua đồ, máy ảnh khoảng 30 triệu đồng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!